Chiều tối qua tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc và mưa đá, khiến cho hơn 200 nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó nặng nhất là địa bàn xã Hải Trường, có 19 nhà bị tốc mái trên 70%, 116 hộ bị tốc mái từ 30 đến 70% và 63 hộ bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường liên thôn đã bị ách tắc do cây cối ngã đổ. Nhiều khu vực tại Ấn Độ và Nhật Bản đang phải hứng chịu mưa lớn kỷ lục gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại nhiều bang ở miền Bắc Ấn Độ. Tại thủ đô New Delhi, nhiều khu vực bị ngập do hứng chịu lượng mưa lên đến 153mm trong những ngày gần đây. Đây cũng là lượng mưa cao nhất trong một ngày tháng 7 được ghi nhận trong 40 năm qua. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề do mưa, một số khu vực bị ngập nước, xe của chúng tôi cũng bị kẹt trên đường. Tình hình rất tồi tệ, trời đã mưa rất to trong vòng 12 đến 14 giờ qua. Như anh có thể thấy rằng, sông Bias đang tràn bờ, chùa Panvacha và các ngôi chùa nhỏ khác cũng chìm dưới nước rồi. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở New Delhi vào hôm nay. Cục khí tượng của Ấn Độ dự báo sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn ở miền Bắc Ấn Độ trong những ngày tới. Ít nhất một người thiệt mạng và ba người mất tích do mưa lớn gây lở đất ở Tây Nam Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi mưa lớn có nguy cơ gây lũ lụt và lở đất trên khắp các khu vực Fukuoka và Oita. Cảnh báo mưa lớn đặc biệt đã được ban bố cho các thành phố ở tỉnh Fukuoka khi khu vực này có thể chứng kiến trận mưa lớn nhất từng xảy ra. Dịch vụ tàu cao tốc giữa phía tây Hiroshima và Fukuoka cũng đã tạm dừng hoạt động. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết đã thành lập một đội đặc nhiệm để phối hợp ứng phó với mưa lớn.